Vừa ra viện, Trấn Thành xuất hiện tư rối, bên dàn sao khủng. Trấn Thành cho biết anh phải nhập viện truyền nước, các bữa chỉ toàn ăn cháo trắng. Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại của anh đã ổn định và có thể làm việc lại bình thường. Tối ngày 4 tháng 3, buổi ra mắt một thương hiệu do Hồ Ngọc Hà làm nhân vật chính diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là những người bạn khá thân ngoài đời sống, Trấn Thành có mặt từ rất sớm. Anh tới một mình mà không có sự xuất hiện của bà xã Harry Won. Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm nhất trong buổi tiệc là khuôn mặt mệt mỏi và khá tiều tụy sau khi vừa xuất viện. Trấn Thành khiến người hâm mộ lo lắng khi khuôn mặt mệt mỏi sau khi vừa xuất hiện. Dù mới xuất viện, nhưng Trấn Thành vẫn tranh thủ thời gian đến chúc mừng cô bạn thân. Cách đây vài ngày trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành chia sẻ dòng trạng thái về chuyện mình phải nhập viện và đang phải kiêng ăn khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Khi được hỏi thăm về tình hình sức khỏe hiện tại, Trấn Thành cho biết sau những ngày điều trị và kiêng ăn, bác sĩ đã cho anh xuất viện và có thể làm việc lại bình thường. Trấn Thành đảm nhận vai trò MC của chương trình. Để đáp lại sự nhiệt tình của bản thân, Hà Hồ chẳng ngại trao cho anh nụ hôn giữa chốn đông người. Ngoài ra, đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà, còn có những gương mặt đình đám V-Bix xuất hiện như Xuân Lan, Mi Du, Bảo Anh, Khánh My, Phí Phương Anh, Lily Nguyễn. Hương Giang cực thần thái khi diện trang phục Thái Lan, khoe giọng hát cực sung giữa rừng thí sinh. Trong trang phục truyền thống của Thái Lan, Hương Giang vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi xinh đẹp, duyên dáng, không thua kém bất kỳ thí sinh nào tại giải năm nay. Sau chiến thắng trong phần thi tài năng, Hương Giang tiếp tục tham gia các hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Mới đây, đại diện Việt Nam cùng dàn thí sinh được diện trang phục truyền thống của Thái Lan trong một hoạt động và tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Dàn thí sinh cùng nhau ăn tối và chụp ảnh kỷ niệm trên du thuyền. Đặc biệt, Hương Giang còn được các thí sinh ủng hộ, tự tin góp vui một tiết mục văn nghệ. Hương Giang xinh đẹp duyên dáng trong trang phục truyền thống của Thái Lan. Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm trên du thuyền. Người đẹp tự tin góp vui một tiết mục văn nghệ. Hương Giang rất nhiệt tình và sung sức trong màn thể hiện. Các thí sinh rất ủng hộ cho người chiến thắng trong phần thi tài năng vừa qua. Đại diện của Việt Nam đang được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký trong cuộc thi với sự quyết tâm và những màn thể hiện xuất sắc. Chiến thắng phần thi tài năng là động lực để Hương Giang cố gắng trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 3 sắp tới. Ngắm dàn bạn đời cực phẩm nhà sao Việt, tài năng khỏi bàn, nhan sắc chuẩn không cần chỉnh. Chồng của Hà Tăng, doanh nhân Lưu Yên Nguyễn, gây ấn tượng không chỉ bởi sự giỏi giang tháo vát trong cuộc sống, mà còn ở vẻ ngoài cao ráo điển trai như tài tử. Vợ Phan Anh là một người khá kín tiếng, ít khi xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện. Thế nhưng, qua những hình ảnh mà nam MC chia sẻ, có thể thấy chị cũng thuộc hàng hot mom với nhan sắc mặn mà và nụ cười dễ mến. Chồng của Đặng Thu Thảo sở hữu gương mặt sáng với các đường nét hài hòa, cùng chiều cao không hề kém cạnh cô vợ hoa hậu. Trung Tính hiện là một trong những doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất Việt Nam. Mặc dù đã là bà mẹ hai con, nhưng phu nhân Hoàng Bách vẫn khiến nhiều cô gái ghen tị vì nhan sắc ngọt ngào cũng như thân hình mảnh mai gợi cảm. Tuy đã kết hôn hơn 11 năm, nhưng cặp đôi này vẫn luôn dành cho nhau những hành động tình tứ đốn tim khán giả. Vợ OnDC nói dài danh sách những người bạn đời cực phẩm của sao Việt. Với vẻ ngoài xinh xắn không hề thua kém các hot girl, gia đình nhỏ này đang chuẩn bị chào đón em bé thứ hai trong thời gian tới. Nam diễn viên Việt Anh thường xuyên khoe ảnh cô vợ xinh đẹp trên mạng xã hội. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc, Trần Hương được khen ngợi là người thông minh và sắc sảo trong cuộc sống. Hồ Ngọc Hà mặt gợi cảm, công khai tình tứ với Kim Lý trước đám đông. Hồ Ngọc Hà không ngại bày tỏ tình cảm với bạn trai khi cả hai sánh đôi đi sự kiện. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa là tâm điểm chú ý trong một sự kiện lớn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa có mặt, giọng ca Tìm Lại Giấc Mơ đã được hàng trăm khán giả đón tiếp nhiệt tình và hô to tên. Bước vào khu vực chính của chương trình, Hồ Ngọc Hà tự tin khoe vẻ quyến rũ khi mặc chiếc đầm ren đầy gợi cảm tinh tế. Hộ tống Hồ Ngọc Hà đi sự kiện lần này chính là bạn trai Kim Lý. Nam diễn viên Hương Ga đứng từ xa quan sát để người yêu có thể thoải mái chụp hình với đồng nghiệp, khán giả hâm mộ. Trước khi Hồ Ngọc Hà lên sân khấu giao lưu, Kim Lý bất ngờ tiến lại gần và tặng bạn gái bó hoa anh chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cả hai cũng vui vẻ chụp hình kỷ niệm và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ở phần trò chuyện với khán giả, Hồ Ngọc Hà hội ngộ MC Trấn Thành và thoải mái chia sẻ về dự án mới cô ấp ủ trong suốt một năm qua. Hồ Ngọc Hà chụp hình kỷ niệm cùng siêu mẫu Xuân Lan và giám đốc sáng tạo nhiều dự kiện, dự án nghệ thuật lớn Lâm Thành Kim. Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà chăm chút ngoại hình cho mẹ ruột. Hồ Ngọc Hà đỏ sắc gợi cảm cùng Khánh My. Những người đàn ông từng là một nửa của Hoàng Thùy Linh sau biến cố, mỗi chàng trai dưới đây đều có một kỷ niệm khó quên với Hoàng Thùy Linh ở hiện tại và trong quá khứ. Lê Đắc Lâm, đây là chàng trai tới với Hoàng Thùy Linh khi cô mới chỉ là một cô hot girl Hà Thành chưa bước chân vào showbiz. Tình cảm giữa họ nảy nở khi tuổi đời cả hai còn rất trẻ. Đây cũng là mối tình chóng vánh nhất của cô từ trước tới nay. Lê Đắc Lâm chính là chàng trai bên cạnh Hoàng Thùy Linh trong đúng thời điểm cô gặp biến cố vào năm 18 tuổi. Sau cuộc tình chóng vánh, Lê Đắc Lâm đã lên đường du học tại Mỹ. Giữa hai người gần như không có bất kỳ sợi dây liên lạc nào kể từ sau câu chuyện tình ngắn ngủi ấy. Tuy vậy, khán giả vẫn thi thoảng nhắc tới tên của anh chàng này, bởi Lâm chính là người đã ở bên cạnh Hoàng Thùy Linh trong khoảng thời gian đen tối ấy. Harry Lu, nam diễn viên gốc Đài Loan là chàng trai bén duyên với Hoàng Thùy Linh trong khoảng thời gian cô trở lại làng giải trí sau khoảng thời gian dài ở ẩn. Cả hai cùng tham gia một bộ phim điện ảnh để lại nhiều tiếng vang trong thời điểm ấy. Sau đó Hoàng Thùy Linh và Harry Lu vướng phải nghi án phim giả tình thật khi thường xuyên xuất hiện vô cùng tình tứ bên nhau. Thời ấy, rất nhiều người hâm mộ đã mong tới một cái kết đẹp cho tình yêu giữa Harry Lu và Hoàng Thùy Linh. Thế nhưng cả hai đều không hề lên tiếng xác nhận. Nam diễn viên gốc Đài từng trả lời phỏng vấn báo chí rằng anh và Linh không đến được với nhau bởi sự cấm cản từ gia đình anh. Câu chuyện về mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Harry Lu dừng đi vào ngõ cụt khi không có bất cứ thông tin nào về họ. Cho tới 5 năm sau, nữ ca sĩ mới lần đầu lên tiếng về mối quan hệ của mình với Harry Lu. Cậu ấy lên báo và nói gia đình mình không chấp nhận tôi, ngay khi tôi và cậu ấy còn chưa chính thức yêu nhau, tôi cảm thấy tổn thương vô cùng, vì đâu phải chỉ tôi mà biết bao nhiêu người đọc được bản tin ấy, trong đó có cả gia đình tôi, có cách nào gợi lại nỗi đau quá khứ của tôi tốt hơn thế không? Hoàng Thùy Linh chia sẻ. Tuy nhiên mới đây Harry Lu cũng vừa đưa ra lời phân trần, đây là câu chuyện khiến tôi nhớ mãi đến giờ, lúc đó tôi còn quá trẻ khi tiếp xúc với truyền thông, bản thân tôi chưa biết phải trả lời như thế nào để gọi là an toàn. Khi mà bài báo được công bố, bản thân tôi cảm thấy mình như bị lừa gạt, vì ý của tôi thực sự không như vậy. Sau đó tôi có gọi cho Hoàng Thùy Linh và xin lỗi Linh, khi mà tôi đọc bài phỏng vấn đó xong, bản thân tôi rất là buồn, đến giờ khi nhắc lại chuyện này tôi vẫn thấy buồn. Tôi biết có thời gian đó Hoàng Thùy Linh bị tổn thương, tôi chỉ có thể nói xin lỗi với Linh, lỗi là tại tôi. Sau dự án thần tượng, tôi và Linh ít có cơ hội nói chuyện với nhau. Đến bây giờ vẫn không có thường xuyên liên lạc với nhau. Vĩnh Thụy, đây là người đàn ông ở hiện tại của Hoàng Thùy Linh. Chàng siêu mẫu được nhận xét rằng có ngoại hình vô cùng đẹp đôi với nữ ca sĩ. Cả hai bắt đầu mối quan hệ trong âm thầm, mãi về sau họ mới quyết định công khai tình cảm của mình. Yêu Vĩnh Thụy, Hoàng Thùy Linh không ít lần thể hiện tình cảm với bạn trai trong các sự kiện. Cả hai cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nhau ngoài đời thật, khiến người hâm mộ luôn nuôi hy vọng cho một cái kết ngọt ngào của cặp đôi. Không những thế, Vĩnh Thụy còn rất được lòng bố mẹ của Hoàng Thùy Linh. Anh đồng hành cùng người yêu và gia đình từ những chuyến du lịch tới ngay dịp Tết vừa rồi. Vĩnh Thụy cũng về nhà Hoàng Thùy Linh đón năm mới. Vừa được bác sĩ cho ra viện, Trấn Thành lầy lội nhảy múa theo hit Mỹ Tâm. Harry Won lại dìm hàng Trấn Thành khi ông xã nhảy múa vui vẻ khi nghe tin được xuất viện về nhà. Những ngày qua, Trấn Thành khiến nhiều fan không khỏi lo lắng khi phải nhập viện và truyền nước vì gặp vấn đề về sức khỏe. Sau vài ngày điều trị, anh đã được bác sĩ cho xuất viện. Mới đây, Harry Won khiến khán giả không nhịn được cười khi chia sẻ đoạn clip phản ứng của Trấn Thành trước giờ được bác sĩ cho xuất viện. Bà xã Trấn Thành hài hước viết trên trang cá nhân: "Ông ngoại tôi trước khi xuất viện 2 tiếng, ông nói em ơi anh chóng mặt, anh mệt. Nghe bác sĩ nói được xuất viện, ông ngoại làm điều này." Harry Won hài hước gọi ông xã là ông ngoại, chia sẻ chồng vừa than mệt, nhưng khi hay tin bác sĩ cho xuất viện, anh lập tức nhảy múa vui vẻ. Khi được Harry Won hỏi, thấy khỏe không, Trấn Thành đáp, phải khỏe thôi, không khỏe người ta bắt ở lại nữa. Sau đó cô còn vui vẻ nói, anh có biết là anh xàm lắm không?
Ngay sau đó, nam MC hào hứng vừa hát vừa nhảy theo giai điệu ca khúc Người Hãy Quên Em Đi để bày tỏ sự vui mừng khi được bác sĩ cho xuất viện. Trấn Thành nhắn nhít, hát nhảy khiến fan không nhịn được cười. Dù trước đó than thở chóng mặt đau đầu, nhưng sau khi nghe được tin xuất viện, Trấn Thành đã nhảy múa vui vẻ. Trấn Thành khiến fan không khỏi bật cười khi xem clip, cũng chúc anh mau khỏe. Bà xã Hari Won thay mặt Trấn Thành cảm ơn đến fan. Trước đó Trấn Thành chia sẻ thông tin anh bị nhiễm virus phải nhập viện truyền nước, em banh chành rồi. Lần này bà virus mạnh quá, bảo quật em tan nát. Nhưng em không sao, em sẽ sớm bình phục thôi. Chỉ có điều là thèm ăn quá mà bác sĩ không cho ăn. Tổ ơi cho con mau khỏe để con còn đi diễn lại. Ở trong bệnh viện nó buồn như chết đi sống lại. Hai tàn phai nhan sắc rồi. Sau chia sẻ này, Trấn Thành đã nhận được rất nhiều lời động viên của fan. Trấn Thành nhiễm virus phải nhập viện, vẫn bị bà xã Hari Won dìm hàng không thương tiếc.